Văn Khoa, Dạ có Tuấn Kiệt. có Tuấn Kiệt. dạ có Rồi. Ngọc, Ngọc Kỳ. dạ có Kiều Linh. dạ có Nguyệt Linh. Nguyễn Thùy Linh. dạ có Trần Thùy Linh. dạ có Hàn Linh. dạ có Quan Lợi. Kim Long. dạ có Thanh Long. dạ có Xuân Long. Xuân Long. Xuân Long. Ngô Xuân Long. Rồi Ngô Xuân Long vẫn nhé. Việt Luân. dạ có Hương Ly. dạ có Phạm Đức Mạnh. Phạm Đức Mạnh. dạ có Ngô Thị Mến. dạ có Phan Phước Thùy Minh. dạ có Trần Bình Minh. dạ có Bùi Thanh Nga. dạ có Kim Ngân. dạ có Anh Ngọc. dạ có Hồng Ngọc. dạ có Nguyễn Thị Hồng Ngọc. dạ có Trần Hồng Ngọc. dạ có Trần Đức Nhà. dạ có Ngô Thị Thanh Nga. dạ có Phạm Chí Nhân. dạ có Phạm Khắc Nhật. dạ có Hiện tại lớp chúng ta là vắng bạn Trần Trần Việt Luân. Thì nhóm trưởng cho thầy hỏi là bạn Việt Luân này có lý do gì không em? Nhóm trưởng cho. Dạ em chào thầy ạ. Dạ hiện tại đang vắng bạn Ngô Xuân Long ạ. Ngô Xuân Long, mình nhầm. Ngô Xuân Long. Dạ em Bạn có có gửi điện cho bạn mà không biết có phải lộn số hay đang mà thấy hình như là sao á, nên là có chi bạn em hỏi lại bạn rồi em thông báo lại thầy sau ạ. như Có trước gì trước khó mắt mình cứ ghi nhận là bạn Long là bạn rồi nhé. dạ. Và bạn không có lý do. Và hôm nay chúng ta sẽ học vào bài số 8 là phương pháp tụng đồ ô sơ khử và phương pháp tụng đồ tam phức. Thế thầy cho cháu nói đi chị thầy Ừ. là tên cháu bị bỏ quá không biết có À thể đúng, đánh vô chưa mình xin lỗi, cả nữa mình xin lỗi, Nguyễn Anh Khoa phải không? Vân Tị. Được rồi thầy cảm ơn thầy. Rồi, Trần Văn Khoa chứ. À Nghe còn nói Nguyễn, thằng Nguyễn, khó Nguyễn Anh Khoa là số đuôi là 162 cơ chứ. đấy. Dạ. Rồi, mình thấy rồi. Rồi và trên tinh thần là hôm nay là mình sẽ cố gắng bài này là thời gian tương đối ngắn để mình học xong và sau đó mình dành khoảng 20 đến 30 phút để ôn tập cho các bạn từ bài số 1 đến bài số 8. Và hôm nay mình sẽ kêu những bạn ít phát biểu. Được chưa? Kêu những bạn những rồi mời bạn Trần Thị Thu lên. Có chí nhé. Dạ em thưa thầy là thầy gọi bạn Phạm Đức Mạnh ạ, à, tại Ok. bạn có nói với em là bạn bị thiếu hai bài pretest ạ. Mình có nốt lại Dạ. rồi. Và cái thứ hai này là mình nói luôn là cố gắng trong quá trình con các bài kiểm tra pre-test nữa thì cố gắng là chuẩn bị mạng với là thiết bị nó ổn định một tí trước khi vào thì các bạn cứ kiểm tra mạng tại vì bộ môn đã tiến hành sắp xếp cho các em là vào trong web với số lượng là vừa đủ, nói chung là băng thông của trường là dùng thoải mái nên nó không bị hiện tượng sập màn đâu nên các em đừng lo nhé. Chỉ cần màn ở nhà của em ổn định là chúng ta làm bài ổn thôi. Và cháu thầy hỏi là bên nếu mà bạn nào mà tuần tới chủ nhật mà có test nhanh hoặc là thuộc F1, F2 thì nhóm trưởng bảo cho mình để có bộ môn có hướng xử lý. Dạ vâng ạ. Rồi, chúng ta vào bài.
Bài học hôm nay chúng ta là bài là chuẩn đồ ô sở khử và chuẩn đồ tạo phức. Thì bài này các em cần nắm những gì sau thì nhắc sinh viên nắm vững kiến thức về nồng độ dung dịch, chất gốc, định luật đương lượng, phương pháp chuẩn đồ. Cái thứ hai, xác định được nồng độ của kali permanganat bằng dung dịch axit oxalic. Cái thứ ba là xác định được độ cứng của nước. Thì chúng ta đi vào từng nội dung bài học. Về nội dung chuẩn đồ ô sở khử, trước khi vào bài thì thầy sẽ hỏi những kiến thức bài học trước về khái niệm về các loại nồng độ dung dịch và định luật đương lượng. Thì mời bạn. Ôi giời, thích kêu bằng mạnh đi. Phan Đức Mạnh, Mạnh ơi. Dạ, em chào thầy. Ừ, thứ nhất là Mạnh nói cho thầy các loại nồng độ Mạnh đã được học trong chương trình hóa đại cương. Yeah. Dạ, em thưa thầy, các loại nồng độ đã được học là có nồng độ phân trăm. Rồi. Nồng độ mol trên lít. Nồng độ phân mol, nồng độ đương lượng gram. Rồi. Thì giờ chứ Mạnh có thể nói cho thầy công thức tính nồng độ phân mol. Dạ, thưa thầy, nồng độ phân mol của một chất là tỷ số giữa số mol của chất đó và tổng số mol của tổng số mol các chất có trong dung dịch ạ. Ừ. Rồi, Mạnh có thể nói cho thầy thế nào là nồng độ đương lượng? Dạ, em thưa thầy, nồng độ đương lượng là biểu thị số đương lượng gram chất tán có trong một lít dung dịch. Rồi, công thức tính nồng độ đương lượng. Dạ, em thưa thầy là CN bằng N chia về dung dịch ạ. À, trong đó N là khối lượng tính cho đương lượng gram của chất tán ạ. Về dung dịch là thể tích dung dịch. Thì đương lượng khối lượng trên đương lượng gram thì theo Mạnh đương lượng gram được tính như thế nào? Đương lượng gram của chất tán có thể thay đổi theo tùy phản ứng ạ. Thì thông thường thì đương lượng gram sẽ được tính như thế nào? Bằng cái gì, chia cái gì? Chúng ta học rồi, cố lên. Cái D lượng á, tính D lượng là bằng cái gì? D lượng là bằng M lượng chia cho N ạ. N trong đó N là gì? Là N là số điện tích E trao đổi ạ. Hoặc cái gì? Ngoài số điện tích E trao đổi thì N còn có thể là cái gì nữa? N là số điện tích dương hoặc hay âm của một phân tử trao đổi. Chính xác. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Rồi, và lưu ý cho thầy hỏi N trong trường hợp tính đương lượng gram với N trong công thức ban đầu là CN lớn là bằng N nhỏ trên B. Thì có khác nhau hay giống nhau? Mạnh hiểu câu hỏi nghe. Thầy nhắc lại cho em mới. Thì trong công thức tính nồng độ đương lượng là có N nhỏ phải không? Dạ. Từ sau này em tính được đương lượng gram của một chất cũng có N nhỏ. Thì theo Mạnh, N nhỏ trước và sau giống nhau hay khác nhau? Em thưa thầy là giống nhau, à khác nhau ạ. N đâu là cái gì? N đâu là số đương lượng gram ạ. Ừ, còn N nhỏ về sau là cái gì? Vừa nói xong. Là số điện tích ở E trao đổi ạ. Hoặc cái gì? Hoặc số điện tích dương hay âm mà một phân tử hoặc N là số điện tích dương hay âm mà một phân tử trao đổi ạ. Rồi, mình cảm ơn bạn Mạnh.
Rồi, thứ nhất là bạn chuẩn bị bài ổn. Tiếp theo mình kêu bạn tiếp theo này. Ơi bạn Phạm Ngọc Kỳ. Kỳ ơi có đón em. Kỳ ơi. Em chào thầy ạ. Ừ, thì dạ. Kỳ có thể trả lời cho thầy một số câu hỏi sau. Cảm ơn. Nhắc, Kỳ có thể nói cho thầy nguyên tắc của phương pháp chụp đồ ô sơ khử là gì? Khẩn trương. Nguyên tắc của phương pháp chuẩn đồ ô sơ khử là gì? Rồi, có chuẩn bị ba anh em. Dạ. Ừ. Rồi. Lượt bàn tiếp theo. Đặng Thị Kiều Linh. Dạ, em chào thầy. Ừ, em Linh có thể trình bày cho thầy nguyên tắc của phương pháp chuẩn đồ ô sơ khử. Thưa thầy, nguyên tắc của phương pháp chuẩn đồ ô sơ khử là dựa vào phản ứng ô sơ khử. Thì phản ứng ô sơ khử thì thưa thầy là nguyên tắc nào? Đây, thưa thầy là khử một. Thứ hai là khử 1 cộng oxy hóa 2 tạo ra khử 2 cộng oxy hóa 1. Ừ. Hay còn nói cách khác là khử mạnh cộng oxy hóa mạnh tạo thành khử yếu cộng oxy hóa yếu, phải không? Dạ. Là phương pháp chuẩn đồ oxy khử thường dùng để xác định nồng độ của các chất nào? Em có thể lấy một số ví dụ cho thầy được không? Thứ hai là được sử dụng để xác định nồng độ của các chất oxy hóa hoặc chất khử. Ví dụ chất oxy hóa là KMnO4, KCrO4, K2Cr2O7 và HNO3. Ừ. Chất khử là có các kim loại Ca, FeNO3 tất cả hai. Rồi sắc 2 cộng gì nữa? C2O42 trừ hoặc 2O2 y trừ. Được chưa? Yeah. Rồi, thì Linh có thể đọc cho thầy. Anh Linh có thể nói cho thầy là cái phản ứng ô sơ khử trong bài thực hành của chúng ta là cái phản ứng gì? Thưa thầy là KMnO4 cộng H2C2O4 tạo thành cộng gì nữa? Là cộng H2CO4 tạo thành K2CO4 MnSO4 CO2 nước. Rồi. Và cái hiện tượng của cái phản ứng này là như thế nào? Thưa thầy là màu tím bị mất màu và có sữa bọt khí. Màu tím bị mất màu, có sữa bọt khí. Rồi, mình cảm ơn bạn Thì Kiều Linh. Thứ nhất là mình nhắc lại luôn là cái phản ứng này là chúng ta đã làm được, làm trong bài ô sơ khử, bài tốc độ phản ứng. Thì cái phản ứng này, bản chất của phản ứng là chỉ cần từ màu tím chuyển sang không màu. Còn kỳ về hiện tượng sủi bọt khí thì nó là lượng khí rất ít nên các bạn rất khó để có quan sát được. Rồi tiếp theo, mời bạn Nguyễn Thuy Linh. Nguyễn Thuy Linh có đó nghe. Dạ có. Ừ. Nguyễn Thuy Linh có thể trình bày cho thầy kỳ quy trình tiến hành thí nghiệm 3.1. Dạ em thưa thầy là đầu tiên là ta dùng bình tưới tia để rửa sạch buret bằng nước cất. Trạng buret bằng dung dịch KMnO4. Sau đó cho dung dịch KMnO4 vào buret cho đèn vạch không. Lấy chính xác 5ml dung dịch oxit oxalic 0.1N vào bình tam giác. Thêm 5 giọt dung dịch H2SO42N. Đun nóng bình đến 70 đến 80 độ C. Sau đó đem chuẩn đồ bằng dung dịch KMnO4. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 vào bình tam giác. Lắc tròn để trộn đều dung dịch. Quan sát sự mất màu của từng giọt KMnO4. Rồi. Thì theo lên, thứ nhất, chuẩn bị bên tam giác lấy 5ml dung dịch axit oxalic 0.1N thì Linh dùng dụng cụ gì? Dạ em thưa thầy là dùng pipette. Pipette gì? Pipette bầu ạ. Pipette bầu. Rồi cái thứ hai là cho thầy hỏi đối với bên tam giác thì chúng ta có cần phải tráng bằng
dung dịch axit oxalic 0,1 N hay không? Hay chỉ cần trạng bằng nước cất? Dạ em thưa thầy là chỉ cần trạng bằng nước cất ạ. Rồi. Tiếp theo. Cho thầy hỏi là đun đến 70 đến 80 độ C thì vì sao chúng ta không phải đun sôi mà chúng ta chỉ cần đun đến 70 đến 80 độ C? Mục đích đun như thế nào? Dạ em thưa thầy là dạ, cái này anh chưa tìm hiểu. Rồi, mình cảm ơn Mà Linh. Bạn nào có thể trả lời cho thầy vì sao chúng ta phải đun và đun như thế nào? Rồi mời bạn đến. Dạ, dạ thưa thầy là nếu mà phương trình nếu mà cái phương trình này với phản ứng này mà không đun á thì hắn sẽ xảy ra rất là chậm. Để mình đun là để tăng tốc độ phản ứng lên nhưng mà chỉ được đun ở 70 đến 80 độ C. Vì nếu mà đun quá sâu thì cái dung dịch mà H2C2O4 đó, nó sẽ phân hủy ra thành là CO2CO với nước, là cái sự việc chuẩn độ của ta sẽ bị sai. Rồi, chính xác. Cảm ơn bạn Minh. Và bạn lưu ý là chúng ta chỉ đun đến 70 đến 80 độ C, bởi vì trên nhiệt độ cao hơn thì sẽ H2CO4 sẽ bị nhiệt phân. Nên lúc đó quá trình chuẩn độ của chúng ta là bị sai. Tiếp theo thì bạn nào có thể nói với thầy những lưu ý khi chuẩn độ buret, khi chuẩn bị buret. Rồi mời bạn. Mời bạn Nguyễn, Nguyễn Bùi Gia Khang. Dạ, em chào thầy. Ừ. Khang có thể nói với thầy những lưu ý khi chuẩn bị buret như thế nào á? Dạ, khi chuẩn bị trước tiên là mình phải trón qua nước cách và sau đó mình trón qua là cái chất mà mình cần bỏ vào, như với bề này là mình trón qua là coi cục đèn cơm mình nấu bốn ạ. Rồi thì khi mà trạng bằng carbon 4 rồi, sau đó chúng ta tiếp tục nạp carbon 4 vào buret, thì theo Khang có những lưu ý gì khi nạp chất vào? Dạ thưa thầy, thì mình nộp cơm mình nấu bốn vào buret cho đánh vạch số 0. Rồi đó là lưu ý gì nữa? Rồi mình hút cái khí, hút cái bọt khí ở trong cái ống buret nó ra để cho tránh hiện tượng sơ số ạ. Rồi, chính xác. Mình có bà lưu ý này. Làm gì thì làm. Lưu ý cho mình một điểm, trong buret không bao giờ được có xuất hiện bọt khí. Yeah. Và cách mà xử lý bọt khí thì có hai cách: xả nhanh hoặc hút ngược trở lại như nội dung bài số 1 mình đã đề cập. Và luôn đảm bảo cho mình là từ trên xuống dưới của buret không có chứa bọt khí. Rồi và mình sẽ cho các bạn xem một cái video clip về quá trình chuẩn độ carbon 4. Dạ thưa thầy, là bạn Ngô Xuân Long vào lúc 7 giờ 45 rồi ạ. Rồi, Long ơi. Long. Dạ thầy. Ừ, lý do sao trễ vậy anh? Dạ nhỏ em bạn chí điện em không vô đúng gì. Hình như mình nhớ buổi trước hình như em cũng trễ phải không? Dạ không, bữa nay buổi đầu tiên. À, rồi thôi vào đi anh. Lần sau nhớ đi học đúng giờ và nhớ vào pre-test đúng giờ thế nhá. Chúng ta quan sát quá trình chuẩn độ carbon 4 bằng axit oxalic thì chúng ta thêm từ từng giọt vào trong bình nó. Thêm từng giọt quan sát.
Rồi các bạn lưu ý trong quá trình làm thì chúng ta luôn lắc liên tục. Và lắc cho đến khi có trình chuẩn độ dừng lại khi chuyển sang màu hồng. Và màu hồng này có đặc điểm là không bị mất màu từ 1 đến 2 phút. Và hồng này là một hồng bền. Và thí nghiệm này trong thực tế các bạn làm khoảng là 4 phút. Lắc nó có một màu hồng. Nên chúng ta đọc thể tích KMNO4 tiêu tốn. Chưa? Thì trong quá trình làm thì các bạn sẽ xuất hiện cái thao tác đun, thì mình cũng nói luôn là đun này thì các bạn tuyệt đối không được sử dụng đèn côn để đun, mà chúng ta sử dụng một cái thiết bị chuyên dụng được gọi là bếp điều nhiệt nha. Là bỏ vào cái bếp này, cái bếp này thầy đã tiến hành cài đặt cho các bạn là luôn ở nhiệt độ từ 70 đến 80 độ C, nên các bạn cứ chỉ cần để vào từ 5 đến 10 phút là được. Và bếp này ở phía trong cấu tạo của bếp này nó có một cái khung sắt, phía trong là có các dây meso và chúng ta đổ nước vào thì nó hoạt động giống như một cái ấm đun nước của chúng ta, nhưng nó có thêm một cái bộ là bộ điều chỉnh nhiệt độ. Rồi tiếp theo thì chúng ta chuyển đến cái phần là tính toán thể tích. Và trước khi chuyển đến phần tính toán thì mình sẽ ôn tập lại cho các bạn một số cách đọc vạch mức khi đổ về dung dịch KMNO4. Đây là một dung dịch có màu nên chúng ta áp dụng cách đọc là đặt mắt vuông góc về vạch mức, đọc sao cho phân ngang của chất lỏng trùng với vạch mức thì chúng ta đọc. Còn đổ về chất lỏng trong suốt không màu thì đọc sao cho phân khung dưới của chất lỏng trùng với vạch mức chúng ta đọc. Và trong trường hợp này thì dung dịch KMNO4 chúng ta là dung dịch có màu và màu tương đối đậm, còn dung dịch không màu, ví dụ như NaOH chẳng hạn, axit complex sông 3 chẳng hạn, thì các bạn hầu như là chúng ta đọc dựa vào phần khung dưới của chất lỏng trùng với vạch mức thì chúng ta dừng nhé. Tiếp theo thì xác định nồng độ KMNO4 thì bạn nào có thể nói cho thầy cách xác định dung dịch KMNO4. Mời bạn Phạm Chí Nhân. Dạ có. Ừ, Nhân ơi, Nhân nói cho thầy cách xác định nồng độ KMNO4 cho thầy với. Thầy và các bạn cùng nghe luôn. Dạ, thưa thầy, là cách xác định nồng độ KMNO4 thì mình đầu tiên là mình có được dung dịch KMNO4 có nồng độ bất kỳ là mình có được cái gì ta? Sau thì nghiệm 3.1 thì em sẽ thu được cái kết quả gì? Kết quả là cái thể tích của dung dịch KMNO4.
Đúng rồi, thì chúng ta tiến hành làm 3 lần thì chúng ta có 3 giá trị thể tích, sau đó làm gì nữa? Là mình tính nồng độ đương lượng Trước khi của tính thì cam. chúng ta phải làm cái bước gì? Làm bước cái gì? Nhớ lại xem 3 số 1, tương tự như 3 số 1. Có chuẩn bị bài nhá. Dạ có. Yes. À, cái gì? Thôi, cơ Tính hội. tính cái thể tích trung bình Ừ, thể tích trung bình tính như thế nào? là lấy tổng 3 lần thể tích KM4 làm 3 lần ở thí nghiệm chia 3. Rồi, sau khi có được thể tích trung bình thì bước tiếp theo chúng ta làm gì? Tính cái nồng độ đương lượng và N của KM4 nhân V KM4 bằng N của CH2CR. Hạt hai. Đây, H2C2O4 nhân với thể tích của H2C2O4. Chúng ta đã có những đa lượng gì rồi? Đại lượng là thể tích KM4O4 và nồng độ đương lượng H2C2O4 với lại thể tích của H2C2O4. Rồi, mình cảm ơn bạn nha. Nhắc ra chúng ta sau 3 lần đó thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả là VKMNO4 tiêu tốt. Thì các V này chúng ta tiến hành tính V trung bình sẽ bằng trung bình cộng của 3 lần đó. Tiếp theo chúng ta áp dụng định luật đương lượng. Chúng ta có N-KMNO4 nhân V-KMNO4 bằng N-H2C2O4 nhân V của H2C2O4. Và chúng ta có cái gì rồi? Thì chúng ta có nồng độ đương lượng của axit oxalic là 0,1N. Thể tích của axit oxalic là 5 ml. V trung bình. Được chưa? Từ đó chúng ta suy ra được nồng độ đương lượng của kali permanganate là bằng bao nhiêu. Và kết quả như sau. Là lần 1 4,1, lần 2 4,2 và lần 3 4,2. Được chưa? Đó là thí nghiệm, toàn bộ thí nghiệm 3.1. Và các bạn vai về trình bày vào cho thầy. Tiếp theo thí nghiệm 3.2 thì mời bạn Phạm Phước Minh. Mình ơi, Phạm Phước Thùy Minh. Dạ em chào thầy. Ừ, mình có thể nói cho thầy quy trình xác định nồng độ dung dịch com à không, trước khi nói thì mình có thể nói cho thầy thế nào là dung dịch complex sông ba để có Dạ hiểu. thầy, là dung dịch complex N3 là muội thay thế hai natri của ADTA. Vậy thì thầy có hai câu hỏi cho mình. EDTA là chất gì? Và cái thứ hai, vì sao chúng ta phải chuyển về dạng muối? Dạ thầy, là ADTA là axit ethylene diamine tetraacetic. Chúng ta phải để về dạng muối vì ADTA thì là khó tan trong nước, mà vì complex N3 là dạng muối nên là hẳn là một chất tan tốt trong nước hơn, vì là một chất phân cực nên là nước cũng là một dung môi phân cực nên là complex N3 thì tan tốt hơn trong nước. Đúng chưa? Rồi giờ kia mình có thể nói cho thầy là đặc điểm của complex sông 3 này như thế nào, nó có đặc điểm gì? Đúng. Dạ, hay là complex N3 là hẳn có thể tạo phức bên không mau với hầu hết các cation kim loại. Ừ. Em có thể kể một số cation kim loại mà em biết có thể tạo phức với complex sông 3. Dạ, hay là magie 2 cộng, canxi 2 cộng, e 3 cộng. Tiếng cứ nói đi Là e 2 cộng, cu bà. 2 cộng. Ừ nhá, bari 2+. Dạ. Và thông thường thì chúng ta sẽ ứng dụng để xác định cái complex sông 3 này để xác định nồng độ của canxi magie nhá. Và đặc điểm của cái này là có một đặc điểm là nó có khả năng tạo phức bền với hầu hết các cation kim loại nhá.
các bạn lưu ý và phức bền, không màu với hầu hết các cation kim loại. Cái này đặc điểm rất quan trọng. Vì tiếp theo thì thầy sẽ cho các em quan sát hiện tượng của quá trình trùng độ KMnO4 ở trùng độ complexion 3. Các bạn quan sát và giải thích cái hiện tượng cái sự đổi màu này cho thầy thôi. Vì sao nó đổi màu như thế này? Vì sao nó chuyển màu như thế này? Bạn nào có thể giải thích được cho thầy? Rồi đồng chí nào bị điểm trừ, ví dụ chẳng hạn đồng chí Quang Lợi chẳng hạn, có câu trả lời nhé. Quang Lợi. Quang Lợi không soạn bài em. Hiện tại là em đang bị hai điểm trừ rồi, chỉ có nhu cầu hay có mong muốn gỡ điểm em. Lời? Dạ có. Ừ thì cố gắng trả lời đi. Rồi trả lời suy nghĩ. Vì sao chúng ta nó sẽ chuyển từ màu hồng, màu đỏ mừng sang màu xanh? Giờ chưa mà suy nghĩ à? Rồi mời bạn tiếp theo. Để chuẩn bị ba kỳ vào lời nhé. Rồi, mời bạn Kim Long. Dạ có ạ. Ừ, Kim Long có thể giải thích được cái hiện tượng này cho thầy được không? Dạ. Dạ là ban đầu thì khi cho 5ml dung dịch MgCl2 và 1/2 hạt gạo Eriochrome tơ đen thì MgCl2 sẽ tác dụng với H2ND tạo thành RINE, tạo thành MGIND có màu đỏ mận ạ. À. Ừ. Rồi còn RIND có màu đỏ mận. Rồi sau đó? Sau đó thì khi cho complex song 3 vào thì MG2 cộng sẽ tác dụng với complex song 3 trước ạ. À. Là MG2 cộng cộng H2I 2 trừ tạo thành MGI 2 trừ cộng 2 lần H cộng. À. Ừ. Cái đây thì không có màu ạ. À. Đúng rồi. Rồi sau đó thì MGIND sẽ tác dụng với complex song 3. MGIND tác dụng cộng H2I2 trừ sẽ tạo thành MGI2 trừ cộng H2IND. Cái H2IND có màu xanh đen ạ. Xanh đen. Rồi, chính xác, được chưa? Và mình sẽ giải thích cho các bạn như sau, giải thích lại này. Về mặt quy trình thì chúng mình sẽ đề cập đến. Giờ thì chúng ta nói về hiện tượng nè. Nó sẽ tiến hành chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước khi trùng độ, nghĩa là cái phản ứng xảy ra trong bình tâm giác. Là khi chúng ta thêm magie 2 cộng, thêm đệm, thêm eriochrome tơ đen vào, thì sẽ có phản ứng giữa ion magie 2 cộng với eriochrome tơ đen là một chất chỉ thị. Là nó phản ứng nó phức. Magie 2 cộng cộng H2IND. Thì hạt 2IND là ký hiệu của chất chỉ thị dưới dạng tự do, tạo thành một cái phức chất giữa ion magie với chất chỉ thị là MgIND và 2 ion hạt cộng. Thì chúng ta biết là hạt 2IND sẽ có màu xanh đen và phức tạo bởi magie và eriochrome tơ đen sẽ có màu đỏ mận. Tiếp theo là chúng giai đoạn chúng ta trùng độ là khi có mặt complex song 3. Thì chúng ta tiến hành thêm từ từ từng giọt complex song 3 vào. Thì lúc này complex song 3 trước hết sẽ phản ứng với các ion magie dưới dạng tự do.
tạo phức MGI 2 trừ và giải phóng ra hai hạt cộng. Tiếp theo, sau khi hệ ion magie 2 cộng tự do rồi thì lúc này complex sông 3 sẽ tiến hành phản ứng với cái phức của magie với chỉ thị là MGIND phản ứng với complex sông 3. Mà như chúng ta đã biết thì complex sông 3 có khả năng tạo phức không màu và phức này có đặc điểm là phức bền với hầu hết các cation kim loại. Lưu ý các bạn là phức này là phức bền nên nó có khả năng chiếm lấy ion magie từ cái phức giữa ion magie về chất chỉ thị tạo thành phức của magie với complex sông 3 và giải phóng chất chỉ thị dưới dạng tự do. Được chưa? Và lúc này nó sẽ có cái sự chuyển màu từ màu đỏ mừng sáng máu xanh đen. Được chưa? Thì lưu ý cái điểm tương đương của chúng ta trong trường hợp này là từ đỏ mừng sáng xanh đen. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình tiến hành thí nghiệm. Thì bạn nào có thể trình bày quy trình tiến hành thí nghiệm cho mình? Rồi, Bình Minh. Dạ. Ừ. Em có thể trình bày quy trình tiến hành thí nghiệm cho thầy, cho các bạn cùng nghe. Dạ, đầu tiên thì mình sẽ cho dung dịch complex sông 3 vào burette. Tiếp theo là mình sẽ cho 5ml dung dịch MgCl2 0.01N, 20ml dung dịch đệm amoni và 1/2 hạt gạo erychrom tê đen vào Elen ạ. Sau đó mình sẽ tiến hành chuyển độ. Chuyển độ, yeah. Thì theo em thì khi chúng ta làm chúng ta cần chú ý những điểm gì đối với burette, đối với bình tam giác? Em cho thầy là trước khi chuẩn độ thì cần tráng Elen qua bằng nước cất. Burette thì phải tráng bằng complex sông 3. Ừ. Và pipette bầu không, ở đây dạ không, hết rồi. Là bình nón thì burette phải tráng bằng complex sông 3, phải đảm bảo trong burette không còn cái gì. Dạ, không còn bọt khí ạ. Bọt khí, còn đối với bình nón thì chúng ta lấy 5ml magie clorua 0.01N thì chúng ta sử dụng dụng cụ gì để lấy? Em thầy là sử dụng pipette bầu 5ml ấy. Ừ. Rồi cái thứ hai là cho thầy hỏi có cần phải tráng bình nón bằng dung dịch magie clorua 0.01N hay không? Dạ thưa thầy là không. Ừ. Rồi, mình cảm ơn. Bằng luôn. Không bằng cái này em là Minh phải không em? Dạ đúng rồi. Ừ, may. Rồi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ kêu bạn Kim Ngân. Có bạn Ngân đó nghe. Ngân ơi. Dạ em. Ừ, Ngân nghe rõ thầy nghe. Dạ nghe. Rồi thì nhắc lần Ngân cho thầy hỏi. Vì sao trong trường hợp này chúng ta lại phải sử dụng dung dịch đệm? Thưa thầy vì dung dịch đệm là những chất hữu cơ có khả năng tạo phức màu với các cation kim loại. Không, dung dịch đệm. À. Phải là chất chỉ thị. Vì sao chúng ta phải sử dụng tới 2ml dung dịch đệm amoni? Vì sao? Ngân, em nghe rõ thầy nói em? Dạ nghe. Ừ, thì vì sao chúng ta phải sử dụng dung dịch đệm? Thưa thầy là dung dịch đệm làm cho phản ứng trở nên chính xác và làm cho để đảm bảo nồng độ màu thích hợp. Còn đáp án là trên slide thế. Vì sao chúng ta phải sử dụng đến? Cơ hội tiếp theo ấy, nhờ Ngân lần sau chuẩn bị bài kỹ hơn.
Thì hiện tại là mình bị một vụ đã. Rồi chân không ngọt. Đây Dạ là thưa chân thầy, ngọt. là vì trong quá trình làm thì phản ứng có xuất hiện H sẽ có tạo ra H cộng, nên nó làm thay đổi pH của dung dịch. Mình thêm đệm bazơ vào là để cho nó ổn định lại độ pH, để quan sát màu, có thể là để quan sát màu dễ hơn, tốt hơn. Thì vì sao chúng ta phải sử dụng đệm khác mà chúng ta phải sử dụng đệm amoni? Dùng đệm axit acetic hàng cùng để dùng đệm acetic acetate cùng nó giữ ổn định pH được mà. Vì sao phải sử dụng amoni? Vì sao phải sử dụng amoni mà chúng ta phải sử dụng acetate? Ngọc biển em. Thầy là do pH là từ 10 đến 11 nên ta phải dùng đệm amoni. Chính xác là pH 10 đến 11 là pH thích hợp cho quá trình phản ứng xảy ra. Rồi mình cảm ơn bạn Ngọc. Mình nói lại luôn này. Là như các em đã biết thì nhìn vào các phương trình phản ứng thì chúng ta thấy điều sinh ra hạt cộng. Hạt cộng. Được chưa? Chính cái ion hạt cộng này sẽ làm thay đổi pH của dung dịch. Do đó chúng ta phải sử dụng đệm để ổn định pH của dung dịch. Mà khoảng pH thích hợp cho phản ứng chuộc độ này xảy ra là pH từ 10 đến 11. Do đó chúng ta sử dụng pH đệm amoni để tiến hành chuộc độ. Đó. Tiếp theo thì mời bạn nào ít kêu để mình xem tiếp theo ai rồi Phan Ngọc Kỳ bù điểm trừ này thì còn nghe rõ không em? Ừ, Kỳ có thể nói cho thầy là cách tính nồng độ dung dịch complex sông ba thằng Trương đừng lật sách, cứ nói theo cách hiểu của em mình nghe được. Thằng Trương đi, cách tính chúng ta có cái gì rồi và chúng ta áp dụng cái gì để tính? Thầy là có thể tích của dung dịch complex sông 3. Đúng rồi. Rồi thể tích chúng ta tiến hành làm 3 lần thì chúng ta sẽ xác định được cái thể tích trung bình của dung dịch complex sông 3 tiêu tốn. Rồi, tiếp theo chúng ta áp dụng cái gì vào? Đó thầy là Áp dụng cái gì? mình tính thể tích cả thầy Mình nhắc lại, là tính nồng độ complex sông 3 thì chúng ta làm như thế nào? dạ dạ thầy là dùng định luật đương lượng ạ. Định luật tương đương đó thì biểu thức trong trường hợp này là như thế nào? Biểu ký. Là thầy đợi em một xíu. Rồi mời bạn khác, Hoàng Kim Long. Rồi, Dạ. đóng. Dạ. Không mình nhầm, mời bạn Huỳnh Quang Lợi. Huỳnh Quang Lợi có đoán á? Ừ, thì lời có thể nói cho thầy cách tính thì nồng độ complex sông 3 trong trường hợp này tính như thế nào? Em nói to lên cho thầy và các bạn cùng nghe được á. Sẽ dựa vào lục đương lượng. Định luật đương lượng thì biểu thức định luật đương lượng trong trường hợp này là như thế nào? N sẽ hay sẽ N của gì? N của MG hai cộng bằng N của
Rồi, tiếp, mời bạn khác. Rồi, Kim Ngân. Ngân nói được không? Dạ, thưa thầy là ta có 3 lần làm chọn độ và có và tính ra kết quả trung bình. Đúng rồi, có kết quả trung bình. Rồi, có gì nữa? Thưa thầy là ta có nồng độ tổng cộng của CN 2 cộng và MG 2 cộng. Đáng thí nghiệm 3.2. Để xác định nồng độ công đã xong mà. Vậy thưa thầy là ta có V của dung dịch chuẩn MgC là 2 và nồng độ của MgC là 2. Rồi có cái gì nữa? Thưa thầy là thứ nhất chúng ta có thể tích trung bình của combination 3 sau 3 lần đó. Cái thứ hai là chúng ta có nồng độ của ion magie 2 cộng. Cái thứ ba là chúng ta có được cái thể tích của ion magie 2 cộng. Thì giờ trừ chúng ta làm thế nào để tính được nồng độ combination 3? Thưa thầy là ta có là V của MgC là 2 nhân với nồng với N của MgC là 2 bằng V của V trung bình của con đất sông 3 và nhân cho N của con đất sông 3. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta. Rồi, mình nhắc lại hai bạn ấy. Ngọc Kỳ và Quang Lợi. Thì thứ nhất là các bạn hôm nay chúng ta chuẩn bị bài chưa tốt và mình kêu tới lần thứ hai thì hầu như các bạn rất mất thời gian để trả lời. Nên mình đề nghị các bạn là buổi sau chúng ta phải chuẩn bị bài tốt hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua thì mình sẽ nói lại cách tính này. Chúng ta đã có là có cái điểm tương đương là từ đỏ mừng sang xanh đen hoàn toàn thì chúng ta dừng quá trình trục độ. Và thứ hai là chúng ta tiến hành làm 3 lần, lặp lại 3 lần và lấy giá trị trung bình. Lúc này chúng ta có V trung bình của combination 3 yếu tố. Áp dụng định luật đương lượng thì chúng ta sẽ xác định được nồng độ của combination 3 sẽ bằng V của magie 2 cộng nhân nồng độ của magie 2 cộng chia V trung bình của combination 3. Và cả ba đại lượng này chúng ta đã thu được thông qua quá trình tiến hành thí nghiệm, đồng thời là từ quá trình chuẩn độ. Từ đó thì chúng ta sẽ tính được nồng độ combination 3 của chúng ta. Và kết quả như sau, là lần 1 là 3,6, lần 2 là 3,6 và lần 3 là 3,7. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ tiến hành sử dụng cái dung dịch combination 3 này cho các thí nghiệm 3.3 và 3.4. Lưu ý, các bạn làm thí nghiệm này phải thật cẩn thận. Nếu chẳng may các bạn tính nhầm hoặc tính sai nồng độ combination 3 thì thí nghiệm 3.3 và 3.4 của các bạn cũng bị sai theo. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sang thí nghiệm 3.3. Xác định độ cứng toàn phần của nước máy bằng dung dịch combination 3. Rồi mời bạn Anh Khoa. Anh Khoa có thể nói cho thầy là cách tiến hành thí nghiệm 3.3. Dạ thầy. Dạ. Rồi, trả lời khẩn trước. Dạ là đầu tiên thì ta cho khoảng chính xác 50ml nước máy vào bên tam giác. Thì sau đó thì cho thêm dung dịch đệm là 2ml nước 4N3 thì để tạo cái độ pH từ 10 tới 11. Sau đó thì ta thêm một ít cái bột màu chỉ thì erichrom T3 thì sau đó thì đen. Tê đen ta thu được dung dịch hàng có màu, hàng đổi sang một màu khác. Dùng dung dịch là combination 3 để chuẩn độ thì tới khi mà màu đỏ hàng bắt đầu chuyển sang màu xanh hoàn toàn thì ta ghi thể tích. Rồi thì áp dụng công thức là N của nồng độ đương lượng của nước máy nhân với V nước máy là sẽ bằng nồng độ của erichrom T3 nhân với là V của erichrom T3. Rồi thì theo Khoa,
Thì trong quá trình làm này chúng ta lấy 50 ml nước máy bằng dụng cụ gì? Dạ là do ta cần lấy chính xác 50 ml máy nên là nghĩ là sẽ dùng bình đông, mình sẽ dùng bình đông để lấy một lượng chính xác cho 50 ml máy. Muốn lấy chính xác thì như bài 1 chúng ta đã học, chúng ta có bao nhiêu dụng cụ gì, lấy chính xác lượng lớn chất lỏng, lấy chính xác lượng lớn chất lỏng. Dạ thì cho em nhớ cái đó. Có hai dụng cụ chúng ta sử dụng thì chúng ta chọn dụng cụ gì? Cho bình định mức, nhất là bình định mức, vậy là ống đóng. Ống đóng, đúng rồi. Thì giữa bình định mức của ống đóng thì dụng cụ nào chính xác hơn? Em nghĩ là bình định mức, vì bình mức là chỉ chung để xác định chính xác một cái lượng lượng chất lỏng luôn. Ừ. Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái gì? Dạ, bình định mức. Ừ, rồi, mình cần ơn Khoa. Là em lưu ý trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng bình định mức và lấy được máy để chúng ta xác định độ cứng. Thì như các em đã biết thì được máy sẽ chứa các đa số sẽ chứa các ion canxi và magie là gây lên cái tính cứng của được máy nhé. Nên do đó để xác định độ cứng toàn phần của được máy thì chúng ta sẽ thông qua cách xác định nồng độ của ion magie và canxi trong được máy. Cách tiến hành thì như bằng Khoa đã trình bày. Thì cách bố trí thí nghiệm cũng tương tự thí nghiệm 3.1, chỉ khác ở chỗ lấy 50 ml được máy. Thì trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng bình định mức để lấy, để đảm bảo tính chính xác của nó. Và vẫn sử dụng dung dịch đếm, vẫn là sử dụng chỉ thị Ariochrome tê đen. Và điểm tương đương của chúng ta là vận tứ đỏ mận sáng xanh đen. Và lúc này chúng ta sẽ xác định được cái thể tích dung dịch complex sông 3 tiêu tốn trong thí nghiệm 3.3. Và lúc này chúng ta sẽ tính được cái độ cứng toàn phần của được máy bằng biểu thức là N của Ca 2 cộng magie 2 cộng bằng nồng độ đương đường của complex sông 3 này nhân V complex sông 3 này chia cho V nước này. Rồi. Rồi đây thì cho mình mời bạn Ngọc Khanh. Khanh ơi, có đó nghe. Dạ thưa thầy. Ừ, thì Khanh có thể nói với thầy là cái biểu thức này này. Cái biểu thức NCA2 cộng này, biểu thức này này. Đấy à. Dạ. Có những đại lượng nào rồi? Cái đại lượng đó giá trị bằng bao nhiêu? Thưa thầy là chúng ta có được nồng độ đương lượng của complex sông 3 là tính từ thí nghiệm 3.2, có được thể tích của dung dịch complex sông 3 là chúng ta đo trong thí nghiệm 3.3, thể tích nước là 50 ml. Hết rồi. Rồi, vậy thì Khánh có thể nói cho thầy chúng ta có cần đổi từ đơn vị ml sang đơn vị lít không ạ? Thứ hai là này là cần à? Bởi vì nồng độ đương lượng là chúng ta tính theo đơn vị lít nên là chúng ta phải đổi sang đơn vị lít sang lít. Mình nhân lít sang lít, mi lít sang lít đấy. Thì ở trên cùng lít mà ở dưới cùng lít thì nó ngược lược cho nhau mà. Thì ở trên mi lít ở dưới mi lít thì hẳn cùng ngược lược, nó giảm được cho nhau, được chưa? Nên chúng ta không cần đổi sang mi lít. Rồi, mình cảm ơn bạn Khan. Và lúc này chúng ta sẽ tính được độ cứng là bằng N complex sông 3 V complex sông 3 nhân 1000 chia cho V nước. Và lúc này kết quả chúng ta thu được lần 1 là 4.1, 1.4, lần 2 là 1.4 và lần 3 là 1.6.
3 lần. Tiếp theo, thí nghiệm 3.4 thì cách tiến hành tương tự như thí nghiệm 3.3. Ý đúc, ý gì? Chỉ có thay nước máy bằng nước giếng. Và cùng từ đỏ mẫn sáng xanh đen, cùng xác định nồng độ dung dịch xác định thể tích complex sông Ba tiêu tốn lấy trung bình. Từ đó xác định được độ cứng. Lúc này, kết quả thu được là 6,2, 6,3 và 6,2. Yeah. Và sau khi xác định được độ cứng của hai thí nghiệm 3.3 và 3.4 thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá độ cứng của nước máy và nước giếng dựa vào bảng sau. Thì nếu độ cứng toàn phân của nó mà nhỏ hơn 1,5 thì nó là rất mềm, từ 1,5 đến 3 là mềm, từ 3 đến 6 là cứng vừa, từ 6 đến 9 là cứng và lớn hơn 9 là rất cứng. Được chưa? Và mình cũng nói luôn là mình bày cho các bạn cách viết tương trình thí nghiệm 3.3 và 3.4 như sau. Bởi vì thì trong thí nghiệm 3.3 và 3.4 là có sự tham gia của hai ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng, nên để thuận tiện cho quá trình viết phản ứng thì mình cũng cho phép các bạn là viết như thế này, viết các phản ứng như thế này ấy, nhưng có các bạn có quyền thay chữ magie 2 cộng này là bằng chữ R 2 cộng. R 2 cộng là chúng ta sẽ ký hiệu chung cho cả ion magie và ion canxi. Được chưa? Và với điều kiện là các bạn phải gọi cái R ở phía trên là ta gọi R 2 cộng 2 chấm là cả Ca 2 cộng phẩy magie 2 cộng rồi chúng ta mới được viết. Được chưa? Cho nên nếu khi không các bạn ghi vào chữ R thì mình không hiểu đó là R gì. Chúng ta phải gọi trước xong đó được phản ứng sau. Ở trên đây là toàn bộ nội dung của bài thí nghiệm số 8. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Tiếp theo thì đến giai đoạn chúng ta sẽ giải đáp các thắc mắc. Rồi, và mình cũng nhắc lại là hai bài khi nãy cố gắng là bài hai bài hữu cơ, chuẩn bị bài kỹ vào. Rồi mời bạn Trần Thị Thuy Linh. Dạ em thưa thầy là về phần điểm cộng á, tại trừ điểm cộng điểm nhiều nên là mấy bạn tụi em có ý kiến là muốn thầy đọc để cho dễ biết á thầy. Chưa đọc thì mình sẽ đọc những bạn ít phát biểu thôi, còn những bạn nhiều thì mình sẽ, tại vì điểm cộng này là dựa vào, thứ nhất cách tính điểm cộng này dựa vào số lần phát biểu, cái thứ hai là dựa vào cái lượng câu hỏi mình hỏi. Yeah. Có một số bạn, các bạn để ý mình hỏi rất nhiều thì thật ra thì có trên đó là một số bạn đó thứ nhất là bị pre-test bị lỗi thì mình sẽ hỏi để bù điểm pre-test. Tại thật ra nếu mà pre-test mà không lên được hệ thống không ghi nhận ấy là mình sẽ là bài pre-test chúng ta bị không điểm, mà lúc đó thì đó là lỗi một cách khách quan hoặc là chủ quan gì mình không rõ. Nên mình sẽ giúp các bạn bằng cách thật cứu các bạn thật nhiều để bù điểm pre-test. Được chưa? Còn một số bạn giống như pre-test ổn rồi, điểm cao rồi, vẫn giông tay thì mình sẽ hỏi những câu hỏi ngắn và chúng ta thêm một ít điểm trong phần phát biểu. Và cái thứ hai thì một số bạn, hôm nay chúng mình kêu một số bạn, kêu rất nhiều bạn. Đó là những bạn từ buổi 1 đến buổi 4 hầu như không phát biểu thì mình sẽ kêu những bạn đó. Còn về điểm này, thứ nhất là điểm mình kêu những bạn phát biểu nhiều hôm nay ấy, là ví dụ như bạn Phạm Đức Mạnh là mình hỏi cũng tương đối nhiều này. Bạn Xuân Long mình cũng hỏi này. Hỏi bạn Xuân Long thì hỏi một vài câu. Kim Long mình cũng hỏi nhiều nhé. Và mình lưu ý hai bạn hiện nay đã trong số mình buổi này bị điểm trừ là bạn Ngọc Kỳ và bạn Quang Lợi. Thì hai bạn đó cố gắng buổi sau chúng ta bù điểm. Nhất là bạn Quang Lợi, buổi 2 chúng ta còn có một dấu, buổi 3 chúng ta còn có một dấu. Thì chưa đến buổi 5 thì chúng ta bắt buộc là có dấu nào thì thầy phải trừ thôi nhé. Rồi. Nắm trường thì ổn chứ em?
Dạ vâng ạ. Ừ, còn điểm thì sẽ mình sẽ cân đối lại về trong này mình có ghi chú câu hỏi nào nữa là sau mỗi buổi mình sẽ làm điểm lại á. Ví dụ như mình phát biểu là bài này phát biểu nhiều là mình có ghi chú là dù 1 sao 2 sao gì đó để mình làm lại điểm. Và trên dạ, tinh thần tiện cho em có câu hỏi luôn ạ. Ừ, ở thí nghiệm á, mình đun 70 đến 80 độ C thì khi đun xong á, em thấy là cô cầm tay không để lắc luôn cả cái thì có bị sao không ạ? Đun thì chắc là cho mình hiểu ý em được. Khi chúng ta quan sát cái hình bình nón như thế này cũng được này. Đây cái bình nón đây. Thì 70 đến 80 độ C thì thực chất là cái mực nước của chúng ta nằm ở phía dưới này thế này. Và chúng ta đun, chúng ta khi chúng ta lắc là xu hướng chúng ta sẽ cầm lên cái cổ chai như thế này nên rất khó bị nóng. Và nếu chúng ta chẳng may nhiệt độ mà xuống dưới này thì nó lúc này hẳn đã ấm ấm rồi nên vẫn an toàn đối với các bạn. Và chúng ta lắc, khi lắc thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần cổ của bên nón, chúng ta lắc, chúng ta sử dụng cổ của bên nón và cái khuỷu tay của chúng ta, chúng ta lắc. Rồi, các bạn có cái câu hỏi gì thắc mắc thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và mình cũng mấy bữa cũng có một bạn là bạn Phan Nguyệt Linh, là bài pre-test có vấn đề. Mình không hiểu sao là bạn Phan Nguyệt Linh là pre-test là hiện là in progress. Thì mình sẽ vào, nhưng bạn đó làm bài ghi nhận đáp án hết. Thì riêng đối với những bạn như vậy thì mình sẽ tiến hành chấm tay cho các bạn nhé. Còn những bạn mà vào pre-test mà mình kích vào bài không có câu trả lời nào thì có như bài đó sẽ là chấm không điểm nhé. Nên các bạn cẩn thận cho mình lúc làm kiểm tra đường quyền mà ổn định. Và mình cũng giống như đấy là cái trường hợp bất đắc dĩ thôi. Nếu nhà bạn nào không có màng hoặc màng yếu thì có 2 phương án. Phương án thứ nhất, các bạn có thể qua hàng xóm xin, chúng ta xin dùng màng tạm khoảng 10 đến 15 phút là chúng ta xong rồi. Hoặc phương án thứ hai thì hẳn sẽ tốn kém hơn, là các bạn có thể đăng ký 4G thì cũng là chịu khó chúng ta đăng ký thì chúng ta ổn định. Còn một phương án dễ hơn nữa thì nếu mà ở nhà của các bạn mà có các quán cà phê hoặc quán gì đó mà màng mạnh mà tình hình chống dịch vẫn cho ra ngồi ngoài đó thì chúng ta cũng có thể ra ngoài đó bắt màng. Làm gì thì làm, chúng ta cố gắng màng ổn định là được nhé. Rồi tiếp theo, có bạn nào thắc mắc gì thì thầy sẽ giải đáp. Trời mơ toàn nguyện bác không ạ. Dạ thầy cho em hỏi là cái phần kiểm tra cuối kỳ là mấy chục phục vậy, là mấy chục câu vậy, là nội dung học là gì đấy? Rồi thứ nhất là về số câu số phút. Thì thứ bộ môn chưa chốt là số câu số phút và sẽ báo cho các bạn sớm nhất có thể. Về hình thức kiểm tra thì kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trên LMS, tương tự đối với các bài pre-test. Còn về nội dung học hoặc nội dung kiểm tra thì nội dung là từ bài số 1 đến bài số 10 tất cả các bài. Và trong quá trình dạy thì thầy cũng có lưu ý một số điểm của các bài thì các em cố gắng dựa vào đó để học, đồng thời là chúng ta ôn tập lại cái gì cơ sở lý thuyết, cái thứ hai các kết quả, các hiện tướng, các phản ứng, các công thức tính toán nhé. Tính toán thì chúng ta sẽ có ở ba số 8 chẳng hạn, hoặc ba số 2 là chúng ta đa số có công thức tính nó nhiều. Còn những bài còn lại, ba số 1 cũng có công thức tính, còn những bài còn lại thì chúng ta ôn là hiện tướng, giải thích nhé. Hoặc là ví dụ như bài số 1 thì thầy sẽ hỏi vai trò của các dụng cụ trong phòng thí nghiệm chẳng hạn. Và cái dạng câu hỏi hoặc là hình cách hỏi thì nó tương tự trong các bài pre-test thực hành. Rồi các bạn tiếp tục hỏi, chúng ta trao đổi. Và rồi mời bạn Đỗ Tuấn Kiệt. Dạ thầy ơi, cái bài retest 1 của em có làm này, nó không có hiện điểm hả? Rồi, em thôi, mình có thể mình biết bài retest 1 của em. Dạ
Kiệt là tên này là tên hệ thống Kiệt ấy. Kiệt có nghe rõ không? Dạ nghe à. Ừ, tên hệ thống của em là hẳn hiện là em không làm, không phải là hiện in progress. Dạ. Đây mình tự cho em. Em có làm em nói đi em nghe. Dạ dạ. Em có làm xong hôm đó có mấy bạn chưa làm thì cho làm được hai. Cái được hai đi em không có làm. Khoan, pre-test 1 mình có cho làm được hai đâu. Tất cả pre-test không mở lại. À dạ. Ý là hiện có làm cái đợt đó nghe không? Vì sao không có điểm? Ừ. Đây hiện tại là tên pre-test là không ghi. Thì mình sẽ giúp Kiệt bằng cách thì như buổi 2 của Kiệt ấy. Yeah. Rồi. Buổi 2 của Kiệt. Mình có điểm phát biểu của Kiệt này. Thì buổi 2 của Kiệt là bài này là bài pre-test 1 phải không? Dạ yeah, vâng. Và chúng ta sẽ lấy điểm phát biểu của pre-test 1. Bài pre-test 1 Kiệt chưa có điểm, không phát biểu lần nào. Thì Kiệt chịu khó là bài này là pre-test sẽ là không điểm này. Thấy chưa? Còn về điểm phát biểu bài 1 thì hiện tại là không ghi nhận em phát biểu thì chúng ta cũng phải chấp nhận là đoạn này là mất 2 điểm đó. Yeah. Được chưa? Nên sau này cố gắng là các bài sau thì chúng ta cứ giống tái bu. Hiện tại Kiệt thì có mới là một buổi ba là có phát biểu thế này, nên mình khuyên Kiệt là hai bài của cơ sau cố gắng phát biểu mình sẽ kêu nhé. Vâng. Ừ. Đó. Nói chung là bạn nào ít phát biểu thì trong này hiện lên hết thì mình sẽ cố gắng kêu những bạn ít đó để cho chúng ta nói chung bạn nào cũng có được một ít điểm phát biểu ít còn hơn không. Rồi tiếp theo có bạn nào cái này có bạn nào giơ tay mình chưa thấy. Dạ em là nhóm trưởng á thầy. Ý là pretest buổi 1 là cô Dung có cho mở lại để làm, tại vì có nhiều bạn bị lỗi á. Mà có thể là do bạn Kiện không có để ý điểm số nên là bây giờ mới phát hiện ra thì hơi bị trễ ạ. Để mình nhớ mình qua. Cô Dung có mở lại một lần đúng rồi. Dạ buổi đầu tiên á thầy, tại buổi đó hình như là bị lỗi nhiều lắm. Mà bạn Kiện chắc là không để ý điểm nên là không biết là mình có trong cái đám bị lỗi nữa. Thì bài này cũng lâu rồi thì mình tại mình để bằng một số bài bằng các bạn không điểm là mình có lưu lại trong máy á, mình thấy là nó thì mình qua cả quá trình bằng kia của mình đã. Sau này các bạn làm sau này nếu có cặp trục trặc gì thì báo gấp cho mình để mình tiến hành xử lý. Thôi thì trước mắt thì Kiệt làm như vậy đi đã. Để chúng ta bù điểm thôi. Alo Kiệt nghe rõ nghe. Dạ vâng. Ừ, cố gắng là buổi 6 buổi 7 mình sẽ kêu em một cách liên tục nhé. Dạ. Và mình cùng chấm bài 1 thì nhóm bên kia cũng làm tương đối ổn thì điểm bài 1 cũng tương đối cao đấy. Và mình cũng nói luôn là khuyến khích cho các bạn thì cái điểm chuyên cần của bạn trong quá trình học online thì mình cho các bạn full là cuộc là 1 điểm nhé. Đó nên rồi có bạn nào thắc mắc gì chúng ta sẽ đã tiếp là Kiệt cố gắng. Rồi mời bạn Trần Đức Nhạc. À, 23 là mình thấy buổi sáng là buổi chiều vậy thôi. 23 buổi sáng buổi chiều thì mình thấy chưa các bạn lập trường vẫn khó tin nhận. Dạ cho em hỏi một câu ở pre-test bài thực hành số 4 ạ. Ừ em đợi mình tí. Dung dịch NaCl1M cộng với lại một giọt metin da cam thì cho màu vàng. Ý này là đúng hay sai ạ? Đúng á. Quan sát thì nghiêm rồi. Chúng ta quan sát, chúng ta thấy vậy. Đúng nhá. Linh, bằng Linh hỏi phải không anh? Dạ vâng ạ. Ừ thì cái cảnh này là đúng. Tại vì chúng ta quan sát thì nghiêm lắm. Nhờ ba ống metin da cam đấy. Đối với NaCl, HCl,
Rồi về lịch kiểm tra thực hành này là 7:30 sáng chủ nhật ngày 23 tháng 1 làm kiểm tra thực hành. Có một số yêu cầu sau. Yêu cầu tất cả sinh viên phải tham gia. Vắng sẽ không được thi lý thuyết. Cái thứ hai, vào đúng thời gian. Và cái thứ ba, chuẩn bị đường truyền internet cho tốt để tránh rớt mạng giữa chừng. Đó. Đó là toàn văn thông báo của bộ môn đến cho các lớp mình vừa đọc. Là 7:30 sáng chủ nhật 23 tháng 1. Được chưa? Và các bạn cũng yên tâm, pre-test hẳn cũng không khó luôn. Mình trên tinh thần bộ môn sẽ không làm đánh đổ các bạn. Và các bạn cũng yên tâm nữa, là điểm thực hành là chỉ một trong số cũng không phải lớn lắm trong điểm toàn bộ của bài thi. Nên nếu chả may chúng ta xảy chứng trong thực hành thì chúng ta vẫn còn bù điểm của bài kết thúc học phần. Nên chúng ta cứ học và bình tĩnh học, làm hết sức có thể là được. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì thì chúng ta sẽ trao đổi. Vì thời gian của chúng ta còn tương đối nhiều. Và mình cũng nói trực lớp luôn là mình cũng nhận được nhiều tin nhắn báo về cái lỗi pre-test của thực hành. Nhưng do là thứ nhất mình không mở được lại pre-test. Thì quyền truy cập mình cũng ngang đó thôi. Nên mình sẽ giúp các bạn bằng cách là như mấy bài chữ mình làm là cứ buổi nào bạn nào cố gắng kêu cái bạn nào bị pre-test hỏng chân thì chúng ta ưu tiên bạn nào một tí, kêu khoảng nhiều câu hỏi hơn một tí để bù lại điểm nhé. Rồi các bạn còn cái thắc mắc gì hoặc là có cái ý kiến gì thì các bạn cứ đề xuất chúng ta. Và học đại học nó khác ở học phổ thông là chỗ là các bạn là trung tâm, thầy giáo chỉ là một người hướng dẫn học tập cho các bạn, giải đáp những thắc mắc nên các bạn cứ mạnh dạn. Còn ở dưới phổ thông là cô, các thầy các cô luôn đi theo sát các bạn nhé. Còn tên này là các bạn cứ có gì thắc mắc là cứ nhắn tin, cứ hỏi thì mình sẽ cố gắng giải đáp. Và mình khuyên là hỏi nên hỏi trước toàn bộ lớp để mình có thể giải đáp cho toàn bộ cho các bạn luôn. Tại vì các câu thắc mắc đó có khả năng là trùng với các bạn. Nên chúng ta giải đáp một lần luôn, nó sẽ đỡ mất thời gian của nhau và nhận được nhiều ý kiến hơn. Sao im lặng hết vậy? Dạ vâng ạ. Ừ, nói chung cứ hỏi đi, mình sẽ thắc mắc. Đừng có hỏi thầy ơi buổi kiểm tra ra câu gì là được. Thầy đó, kiểm tra phần bài tập thì em thấy chủ yếu pre-test là chỉ có lý thuyết thôi, còn phần bài tập thì như thế nào ạ? Ừ, có bài tập chứ, có dạng bài số 2 là xác định hiệu nghiệp của phản ứng á, là có thể có bài tập là gì dạng là xây dựng biểu thức chẳng hạn, hoặc thầy sẽ cho các em các cái thông số của quá trình xác định hiệu nghiệp của phản ứng. Ví dụ nhiệt dung riêng là bằng bao nhiêu? Ví dụ cái cốc là khối lượng bao nhiêu? Các bạn chỉ cần rạp số vào và tính. Được chứ? Rồi vào cho mình hỏi, có bạn nào đang mắc kẹt ở nhà bởi lý do giãn cách không? Hoặc có bạn nào đang thuộc diện F1, F2 hay không? Và mình cũng nói luôn là từ đây đến lúc thực hành tập trung thì bạn nào thuộc diện F1, F2 thì báo nhóm trưởng cho thầy để bộ môn có hướng giải quyết. Sẽ tạo điều kiện tối đa cho các bạn thực hành. Nếu mà chúng ta bị cách ly ở nhà thì bộ môn sẽ nhờ các bạn trong nhóm quay lại clip để cho các bạn đó tiến hành học thực hành online. Quay hiện trường online, sau đó bạn đó sẽ làm bài báo cáo. Yeah.
Dạ, theo em thống kê hôm qua thì không có bạn nào thuộc diện F0, F1, F2 ạ. À. F3 thì có, nhưng mà cũng ba thì được. Hai bạn ạ. À. Và mình cho xem như mình biết thì chủ nhật là các bạn đi test nhanh phải không? Dạ đúng rồi ạ, à. Dự kiến là chủ nhật. Ngày... 7 giờ em. Dạ, nhà trường gửi mail thì mới ghi là dự kiến ngày 9 tháng 1 thôi, còn thời gian và buổi cụ thể thì chưa có ạ. À. Nên sau khi test nhanh đó, mình giả sử có bạn nào mà xui mà bị hai vạch thì cũng báo cho thầy ấy. Rồi thầy sẽ sắp xếp buổi cho các bạn. Yeah. Dạ vâng ạ, có chi để em thông báo lại thầy ạ. Rồi, và cái thứ tiếp theo là từ bài 1 đến bài số 8, bạn nào còn muốn coi lại hiện tượng bài nào thì mình sẽ chiếu lại bài đó cho các bạn. Rồi, nếu không có gì thắc mắc thì buổi học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ học. Buổi sau chúng ta sẽ học 2 bài lý thuyết hữu cơ. Và các bạn cố gắng chuẩn bị bài. Dạ, nếu không có gì. Có bạn hỏi là lịch sau Tết âm lịch á, thì cuối kỳ là tầm khoảng bao nhiêu để mấy bạn chuẩn bị bài ạ? Cái đó thì mình cũng... Cái đó mình cũng không biết, thì thật ra là mình cũng theo lệnh từ phòng đào tạo. Là phòng thông thường là quy trình như thế này nè. Khi mà phòng đào tạo mà có thông báo lịch, thì đồng thời bên bộ môn mình cũng có lịch đi nhân sao đề, được chưa? Đi ra đề luôn. Nên khi nào phòng đào tạo thông báo thì các bạn cũng nhận được lịch song song với mình thôi. Và mình cũng để ý là thường thường trường thông báo cách khoảng 2 tuần. 2 đến 3 tuần. Nên mình khuyên thì Tết về rảnh thì đừng chơi, thì chúng ta cũng xen kẽ ôn tập một tí thì chúng ta kết quả cao cao một tí nhé. Tại vì năm nay là do ảnh hưởng của dịch Covid nên kế hoạch học tập sẽ có thay đổi, nên mình không chắc cái gì cả. Nên nếu mà có lịch thi mà bên mình có trước thì mình sẽ báo cho các nhóm trường để mà các nhóm trường biết thôi. Rồi các bạn sẽ biết, yên tâm, không ai bị lỡ lịch thi đâu. Và kinh nghiệm của mình học môn này thì mình khuyên các em, thứ nhất môn hóa phạm vi kiến thức rộng nhé, cả đại cương, vô cơ, hữu cơ. Và một buổi thì chúng ta học tới là một chương, có khi buổi 4 tiết là 2 chương, 3 chương chẳng hạn, nó rất khó. Nên mình khuyên các em là về nhà các bạn ngồi lại với nhau, một người một tay vẽ lại các sơ đồ tư duy các chương, chúng ta nhìn vào đó cho nó dễ học đó, ghi lại các dạng bài tập của các thầy cô đã giảng, sau đó chúng ta sẽ thi được tốt thôi. Và mình nghĩ các bạn vào đây cũng là điểm cao rồi, hóa cũng cao rồi, nên cố gắng tiếp tục về tinh thần học như thời thi đại học vậy, vào đại học học cho tốt vào. Rồi, nếu con không có gì thắc mắc thì buổi học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Và hẹn gặp bạn vào buổi tiếp theo. Để bên qua chúng ta học buổi nào. Và IA 7:30 sáng thứ 3 ấy. Chúng ta học buổi đó, chúng ta học khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Yeah. Là học cả 2 bài thực hành. Bài số 9 và bài số 10. Nên các bạn và bài các bài đó thì tương đối nhiều phương trình phản ứng và các phương trình tương đối lạ, nên các bạn đọc kỹ trước cho thầy.
Rồi, hôm nay đến đây là kết thúc. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Nếu không có thắc mắc gì thì các bạn có thể rời khỏi phòng mic. Để... Dạ, em chào thầy ạ. Chúc thầy một buổi sáng tốt lành. Rồi, mình chào các bạn.